Trong tập 11 chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí, với sự hỗ trợ của các huấn luyện viên, các học trò nhí sẽ mang đến những tiết mục tuyệt vời, hài hước. Quá duyên dáng. Bùng nổ. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, rất là xúc động, có gì nó không rất tâm lòng, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Tất cả sẽ có trong đêm nay, đêm đầu tiên của vòng chinh phục 2. Minh Xu xin được phép gửi lời chào đến với tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3. Chương trình được đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Đêm nay là đêm chinh phục 2. Hãy cùng nhau gặp gỡ các cặp đôi huấn luyện viên. Cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huy Lâm. Cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Và cuối cùng một cặp đôi rất là cá tính và rực rỡ ngày hôm nay, Thanh Duy và Khả Như. Không biết là cảm xúc của cặp đôi đang rất trịnh trọng ở phía giữa mình giờ đây là anh Trung và Diệu Nhi như thế nào ạ? Bởi vì cái vòng này phải có sự hỗ trợ của các huấn luyện viên, cho nên Nhi nghĩ là không chỉ riêng đội của anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi vất vả đâu, mà hai đội còn lại cũng rất là vất vả. Bởi vì vừa phải tập cho các con hát nè, suy nghĩ ý tưởng, rồi kiếm bài làm sao cho phù hợp, và bắt đầu là tự viết thoại với nhau, rồi xây dựng cho các con, rồi làm thành một cái hoàn chỉnh. Thực sự phải nói rất vất vả, và các con cũng rất vất vả luôn. Hồi hộp quá. Đã tới vòng này rồi thì bắt buộc các bé phải nỗ lực hết mình. Mà mình bắt các bé tập nhiều quá thì sợ là cái sức các bé chịu không nổi. Nhưng mà đã vào vòng này rồi thì cỡ nào thì mình cũng phải ráng mình tập. Và ngày hôm nay thì sức khỏe của các thành viên trong đội cũng rất là tốt, và hy vọng là sẽ mang tới những tiết mục thật hay để phục vụ cho tất cả các vị khán giả. Sắc đỏ rực rỡ, anh chị đang trông đợi điều gì? Như cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được đồng hành với một người bạn mà tạm gọi là thân nhất đời của mình, đó là anh Thanh Duy. Tuyệt đối tin tưởng anh Duy, và cái điều quan trọng đó là anh Duy đã cho Như thấy được đó là cái sự cố gắng và cái sự hết lòng của anh dành cho các con. Sao mà mèo khen mèo dày đúng không? Em không có khen, nhưng mà em đang nói về cái chuyện mà em cảm thấy khỏe hơn. Anh Duy lại cho Như được một cái niềm tin là em muốn làm gì cũng được. Tại vì đối với anh cái tinh thần của thí sinh là quan trọng nhất. Và các con của Như lại nó rất là thông minh. Như rất là mong những cái tiết mục ở trên sân khấu này hay, để ngồi đây nè coi mãn nhãn. Mà cái điều quan trọng đó là khán giả thích chương trình là tụi Như sướng nhất. Chính xác là như vậy. Còn cặp đôi cuối cùng, Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập thì sao? Cảm giác rất hồi hộp. Đến với vòng này rồi là sẽ có sự hỗ trợ của tất cả những huấn luyện viên. Mình cũng là một phần để cấu thành cái tác phẩm cuối cùng của các con. Cũng hơi lạnh chân tay một chút xíu, hơi quýu một chút xíu. Và hy vọng rằng là với sự hỗ trợ đắc lực của tất cả các huấn luyện viên có thể giúp cho tất cả các con tỏa sáng nhất trong đêm nay. Anh Lập cũng có công việc, Hòa cũng có công việc, và các con cũng phải đi học nữa. Cho nên cái quãng thời gian mà mình gặp nhau ấy, là mình phải rất là trân trọng để mình có thể tập đến cái vòng này rồi. Thì kết quả trên sân khấu là cái điều quan trọng nhất. Em đã từng đi thi nhiều rồi và em rút ra được một cái là đôi khi có thể mình tập không hay, nhưng mà lên sân khấu mình sẽ làm tốt. Đấy là một cái hào quang của riêng mỗi người mà không phải ai cũng có. Cái đó mới là cái để em chọn ra thí sinh sẽ dừng lại hoặc là đi tiếp ạ. Một tràng hô tay xin được chào mừng ba cặp huấn luyện viên của chúng ta đã đến với đêm thi đầu tiên của vòng chinh phục 2. Hãy cùng với các bạn nhỏ tạo nên một đêm thật là tuyệt vời ngày hôm nay nhé. Một tràng hô tay. Quý vị và các bạn thân mến, đêm thi chinh phục 2 của chúng ta sẽ rất là thú vị và hấp dẫn với sự hỗ trợ của các cặp đôi huấn luyện viên dành cho tất cả các bạn thí sinh nhí. Tất cả mọi người sẽ đồng hành trong từng tiết mục, và vì lý do hỗ trợ cho các bạn nhỏ cho nên sẽ có rất là nhiều trang phục được thay đổi hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với đêm thi chinh phục 2, đêm thi đầu tiên, xin mời. À, trời. Làm gì Lập? Ủa tự nhiên chỗ này là chỗ của Hòa ngồi, bây giờ anh ngồi anh chạng anh ngồi đây vậy? Không có Hòa ở đây, anh ngồi anh lấp đầy khoảng trống cho em bớt cô đơn mà. Hòa bây giờ bỏ em đi làm chị thiên hạ rồi. Gì? Yeah. Chị Như là mẹ thiên hạ, bây giờ là tới chị Hòa làm chị thiên hạ. Một người chị thiên hạ à? Đúng rồi. Nhưng người chị thiên hạ này biết làm gì không? Biết làm nhiều thứ lắm luôn á nha. Làm gì? Biết may đồ nè. Ôi, biết trồng cây luôn. Trồng cây rừng nè.
cái trồng cây, không quan trọng là biết hái trái cây xuống luôn, ghê không? Thì nói chung là mình lấy cái tay mình hái nó xuống thôi. Hái không khéo nó dập cái hay cây. Hay quá. Đó. Cái chị này ghê dữ vậy hả? Biết cuốc đất luôn. Trời ơi, chị giỏi quá. Đó, mình chỉ cần ngồi đây, mình nhìn lên sân khấu, mình quay trở lại nghe cái thập kỷ mà cách đây mấy ngàn năm. Trời ơi, cái thập kỷ. Người chị của truyền thuyết. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đi gặp người chị của truyền thuyết. Xin mời. Chị ơi, bố chị ơi ơi. Sao? Có đứa ăn liếc về. Thằng này làm sao? Sáng em mua một đùm roi thế này này, xong thì nó giật nửa roi của em rồi. Này. Khóc mình phải khóc cho thật vào, khóc thế ai mà người ta xem. Ôi trời ơi. Rồi nè, để chị xử cho. Bố tổ sư thằng nào ăn cắp roi của nhà bà nhá. Bà nói cho chúng mày biết nha. Này, bà nói cho chúng mày biết nhá. Ăn cắp roi của nhà bà là không có được nhá. Này, ăn phải ăn hết, còn thừa một cọng roi nào nhá. Bà tìm thấy đứa nào nhá, bà vả cho thì vỡ mồm nghe chưa. Áo bà áo xanh chứng kiến chị ơi, chị hai ơi. Tôi lại làm sao nữa. Sáng nay em đi mua xôi, có đứa giật hết xôi của em. Rồi lại xôi nữa. Tổ sư đứa nào thích ăn xôi thế. Từ nhỏ đến lớn chưa là được ăn xôi à. Bảo mẹ bảo cha nấu cho xôi nhá. Đừng có thấy nhá, nhà này không có cha không có mẹ, chỉ có con chị này là bắt đầu nhá, bắt nạt hai đứa em nhá. Này, nửa gói xôi. Thằng này cũng lửa gói xôi. Này, thế rốt cuộc là ai lấy xôi? 1, 2, 3. Áo vàng áo xanh không cần chứng kiến cho bà nữa, biết ngay mà. Thầy có thể chăm lo cho chị và chăm lo cho cả hai em. Bây giờ ở đây, chị ra ngoài chợ bán nốt ít đồ rồi về chị em mình ăn cơm nhé. Chưa lấy chồng.
chị cũng muốn lấy chồng. Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để người lý lời. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, vẫn vương với sợi tơ trời, tình riêng bỏ chờ tình người đã đoạn. Thế là chị ơi sung bông hoa gạo, thế là chị Hoài Ngân, Viết Học và sự hỗ trợ của Hòa Minzy. Cùng với hai con lắng nghe cảm xúc của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khải Như ạ. Hòa ơi, từ tập rồi em đánh trống, tập này em hỗ trợ các bạn trong đội của em đóng vai người chị. Thực sự là anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em rất là trong sáng. Và rõ ràng là khi mà em lên sân khấu một cái là em sáng trưng và mọi người phải tập trung vào sự diễn xuất của em. Em diễn rất là từ từ mà từ tốn, và nó có cái câu chuyện ở trong cái diễn xuất của em á. Thực sự là hôm nay anh ngồi ở đây, anh rất thực sự anh rất là quý em và yêu mến em, là bởi vì là em là một người rất là có tâm hồn, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Vậy thì còn tiết mục này của các con thì sao ạ? Chú hơi tiếc một xíu vì ban nhạc không chơi quá nhiều tiết tấu để cho tụi con được phô ra cái chất giọng mộc nhất, nên nó sẽ hơi nguy hiểm cho không chỉ là tụi con đâu mà cả những ca sĩ đã đi hát rồi. Chỉ có những cái tiếng ra, những tiếng dạo nhẹ nhàng như thế buộc lòng người ca sĩ cái giọng hát phải thật là chắc, thật là khỏe. Tụi con có rất là nhiều chỗ hát trên, nhưng quan trọng nhất cái tinh thần và cái tình cảm. Tụi con làm được cái điều mà khiến cho chú phải rơi nước mắt. Cảm ơn ba bạn đã cho một cái tiết mục rất là xúc động ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Các bé sẽ không có diễn xuất được nhiều như Hòa, mà các bé sẽ tập trung vào hát. Nhưng cô thấy được cái cảm xúc của tụi con. Có lẽ vì có cô Hòa ở đó, có cảm xúc ở đó, nên tụi con hát á, nó vẫn có cái gì nó thổn thức trong lòng. Nó thật. Và như mình đang nghẹn ngào, mình hát về người chị của mình đó. Chúc mừng các con, chúc mừng cô Hòa, chúc mừng anh Lâm nha. Anh Hồ Vị Trung và Diễm Nhi thì có giống như vậy hay không ạ? Anh Trung còn đang lắng động tâm hồn lại với bài hát vừa rồi. Phải công nhận là chú Lập với cô Hòa dàn dựng cái phần trình diễn vừa rồi rất là tốt. Không cần phải là quá nhiều đối với sức của hai tụi con. Nhẹ nhàng khúc đầu rất là dễ thương. Từ từ đưa khán giả giống như cô nè đi vào câu chuyện, và càng về sau thì càng lắng hơn. Nhưng mà giá như trong giọng hát của hai tụi con thêm một chút xíu tình cảm, cô sắp khóc rồi, cần chút xíu nữa là nước mắt rơi luôn. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn cô ạ. Không còn gì phải nói rồi, rất là sâu sắc và tạo cảm xúc cho Hồ Việt Trung. Nhưng còn về phần hát á, để bước vào vòng sau nữa thì đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó, một giọng hát phải đầy đủ hơn nữa. Nó phải sâu lắng chút xíu nữa, rắn động lại rồi tụi con hãy hát. Cô Hà cổ ngồi cho tụi con diễn rất là nhiều. Chú thấy là chạy qua chạy lại là làm gì để tạo cảm xúc cho tụi con á. Nhưng lúc mà cô Hà tự nó ra đây ngồi nè, thẫn thờ nè, là chị mình đợi chờ chuẩn bị khóc rồi đó. Phải hát cao trào hơn nữa,
lúc đó là cảm xúc nó dồn nén lên rồi nha. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ý kiến của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Còn Hòa thì sao? Thật sự là em rất là tin tưởng anh Lập á, cho nên là khi mà anh ấy bảo là Hòa ơi, tiết mục này em sẽ chửi nha. Sao chưa gì mà diễn bắt em chửi rồi? Tại vì đây là một ca khúc rất là sâu lắng, nó là hai ca khúc kinh điển. Thì thật sự là khi mà giao cho hai con bài hát này, đây đã là một cái thử thách rồi. Mọi người cứ nghĩ là cái bài hát nhẹ nhàng nè, nó sẽ dễ hát hơn này kia. Nhưng thật ra các con phải tập trung cái giọng hát, và cũng như là mình kể ra một cái câu chuyện ấy. Mình kể càng thật thì khán giả mới càng thấm được cái nỗi lòng của mình mà đang kể qua câu chuyện đó. Ngày hôm nay em cũng diễn nên là em chưa nghe được các con của mình hát kỹ càng như thế nào. Nhưng mà khi mà tập ấy ạ, các con cũng đã thể hiện được một cái phần nào cái cảm xúc mộc mạc và nỗi lòng mà em muốn truyền tải tới. Cũng qua nhờ lời nhận xét của anh chị thì em sẽ rút kinh nghiệm để nếu các con có lọt vào vòng trong thì mình sẽ tập luyện cho các con nhiều hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn về anh Lập thì anh Lập mới bảo là bây giờ em lên sân khấu thì em phải tạo ra những cái hoạt cảnh ấy để tạo cảm xúc cho hai con. Anh Lập có bảo chương trình chuẩn bị cho em cái cuốc nè, cái giá đựng rau, rồi cái bức thư này kia để em có thể diễn. Thì mấy cái đó là xin dần đó em. Ngày hôm qua thì em diễn nhưng mà em vẫn chưa có thể nhập tâm vào á. Nhưng mà anh Lập cũng nói với em nhiều, làm em thì làm tốt không lắm biết. Đó Hòa, thật sự dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rất là dễ thương, Hòa dễ thương. Cái vòng trước đây tụi con có thể hát bằng cái kỹ thuật, nhưng đã vào vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái bài này ban đầu á, Hòa nói với anh á, đúng là nó buồn kinh điển á. Chú sợ lắm, chú sợ cái gì đó nó quá là quỷ mị, nó quá là bi thương đi. Chú nói thôi, bây giờ mình diễn tả một cái câu chuyện ba chị em, nó dí dỏm một chút xíu, mở cảnh là bà chị này bà rất là hung dữ đi chi. Bà hung dữ là bởi vì để bảo vệ các em thôi. Nhưng mà phía sau là cả một câu chuyện của người chị Hòa đó. Làm hết tất cả mọi thứ, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ ban đầu vui nhộn, tiết tấu rất là dữ dội, dần dần mềm mại dần và đưa các con vào trong bài nhạc. Thì đó là một cái món quà mình gói ghém trong đó nhiều cái cung bậc cảm xúc để mang đến cho khán giả. Khán giả mở ra một cái ôi, vừa được cười, vừa được cảm nhận. Đó là một cái món quà rất là quý giá mà tụi con cũng như là cô Hòa và chú gửi gắm cho nó gửi đến cho khán giả. Xin chúc mừng tiết mục này của hai con với sự hỗ trợ của cô Hòa Minzy và chú Huỳnh Lập, có một cái tiết mục rất là đông đầy cảm xúc. Một tràng hỗ tay cho hai con. Xin cảm ơn Hòa Minzy. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này Quốc Linh và Quỳnh Nhi của chúng ta lại quay trở lại với đúng sở trường của mình với sự hỗ trợ của anh Hồ Việt Trung cùng với Diệu Nhi. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ cảm thấy thú vị với tác phẩm được mang tên 3 tháng tạ tự. Mỗi năm đến hè, lòng mãn mạc buồn, biết bao ngày qua chưa chán tình thương. Trường đây lớp đó, bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người, à thì ra đã đi lộn trường. Ôi, tôi tới rồi nè. Ôi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có gì chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian hay không sao? Ê, Quốc Linh, Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Nhi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ quá. Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng tụi mình còn rồi. Đăng ký thi ở xã được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí, hát cái bài chí mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly cạn lời, giây phút
Ly bôi. Hát đi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. Đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi thôi. Thank you.
xin cảm ơn ban nhạc ạ. Chưa mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới hợp phụ huynh cho hai con xong, cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về thôi. Đi về nhanh lên. Ôi, ổng về coi thương, quá thương, nhỏ thương, nhỏ thương à. Ai trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nô Vị Trung. Dạ vâng. Dễ thương này, quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ, tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa. Đây. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn phải chép tài liệu. Cái này á, tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ, tôi nói rồi, bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới về. Nó có hai câu thôi, nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, hàng chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về Việt Trung. Đưa tay về Nhi bên này, đưa lên trên trời, mắt nhìn heo tay. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chỉ diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không? Những cái lúc mà chị nhìn xuống vậy, em đâu có biết đâu đúng không? Qua Minh Di, em là em bị ngu muội luôn á. Em kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi luôn á. Thầy biết. Em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm bóng cuồng rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới cười ngất từ ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hổ tay nữa. Ôi, đi, một tràng hổ tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai con. Nói về hai con. Nên Quốc Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn. Thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á. Cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý. Đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí, nên là Quốc Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi, và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha à. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc, cho nên cô nghĩ là à, Nhi làm hơi cáu. Đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bài quá bài. Bạn diễn của mình không tập trung. Con có cáu không? Kể dạ như không? Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo. Nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con, và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự con rất là tinh nghịch, có thể là con tinh nghịch từ ở ngoài tới đến lên sân khấu luôn. Con bị vô tư quá, cái mình quên đi cái nghĩa vụ mình phải làm cho nó đẹp cái bài hát, hiểu không? Hồi nãy con có trường hợp con bị rớt phấn. Ok, con có thể phá lên con cười, nhưng mà có con cười đây là con cười với khán giả, nhưng mà là con cười với lại bạn diễn chung. Con mắc cỡ, con nhìn bạn cái con cười là tự nhiên hai tụi con là nhân vật trong một cái lớp học, tự nhiên khán giả tôi thấy con ủa sao tự nhiên xả dai vậy. Đây là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sân khấu, hòa nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất nha con nha. Con hai con đi ăn kem với nhau nhiều nè, nói chuyện với nhau nhiều, hiểu ý nhau hơn. Dạ. Nè quay qua nói với bạn câu đi, nói nhìn bạn con, nói đi con, nói con nhìn bạn, nói bạn nhắn nhủ với nhau. Ừ, nhắn nhủ với nhau hai vô. Ok. Nó nghe là có một cái lỗi rất là sơ đẳng của nghệ sĩ Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung anh ra anh giọng vàng anh nói là trời ơi hẹn 10 giờ mà 10 giờ rưỡi chưa thấy, nhìn đi mấy giờ đâu hồ 12 giờ kém. Có diễn gì mà ngang ngược vậy trời. Đúng rồi, đó coi sao hòa mà đi bả ngồi ở dưới bả la 12 giờ. Nói chung là tiết mục này nó có nhiều cái nhưng mà nó cũng vui nhỉ. Vậy là con phải rất là cảm ơn sự trợ diễn của hai cô chú. 12 giờ đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian rồi, nó vẫn là 12 giờ kém năm. Chứ là cái đồng hồ này bị hư chắc rồi. Cái này là từ mẹ tới con cứ 12 giờ là đi lãng vãng trong lớp đọc thơ.
rõ ràng. Nói chung là gì? Rất là duyên dáng và dễ thương. Anh Thanh Duy và chị Khang Như. Ủa, cứ bí nãy giờ rồi. Nãy giờ hết rồi đúng không? Nhớ là ngắn gọn thôi. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Đúng. Nào lại nè, 2, 3. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Hay quá, trời ơi. Nó hơi chậm xíu mà cũng đều. Ừ. Bây giờ là tới anh Trung chia sẻ tí xíu đi ạ, xin mời anh. Trung ở trong đó không nghe được hai bạn hát cái gì hết. Không, hát hay, hay lắm anh, hát hay lắm anh, tình cảm vậy đâu. Hai bạn này hát lúc nào em cũng hài lòng. Nhưng mà đúng. Có lẽ là mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận về bolero khác nhau. Có người thì thích chất mộc mạc, có người thì thích cách sự luyến lấy. Riêng hồi về Trung thì Trung kết hợp hai cái phần đó lại với nhau. Vượt sự mộc mạc, nhưng có những chữ phải xử lý, nó phải mềm, phải xử lý từng chữ một. Đặc biệt là hát mà hát gấp là không bao giờ được. Mỗi chữ nó có một cách luyến lấy khác nhau. Tại vì trong cái cách hát á, giữa Quốc Linh và Quỳnh Nhi đó, Quỳnh Nhi hát chắc hơn rất nhiều. Không, nhưng chắc mà cái hơn. Này em phải nói liền không thôi là em quên. Em cảm nhận được cái sự truyền đạt của anh Trung dành cho thí sinh rất nhiều. Dạ. Bởi vì cái cách hát ngọt ngào, Quỳnh Nhi con hát khác lắm, con hát khác dữ lắm luôn. Và cô tin rằng chú Trung đã dạy cho con rất nhiều đúng không con? Dạ, chị Trung dạy rất Trang nhiều. Tràng tay dành cho thầy chú Trung. Hay lắm. Tình vậy cảm, là cái sự, tình cảm. Sự lựa chọn này là quá hợp lý đúng quá không hợp ạ? Lý. Con nói đúng nha, nha. Cô chú nói đúng lắm luôn á, con tập trung khen lên thì đi. Khen thì có khen nhưng mình không có được ý y nha. Không sao đâu, tụi con sẽ khắc phục ở trong tương lai. Và ngày hôm nay tụi con rất là đáng yêu. Một tràng hố tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cô lên, Quỳnh Nhi, cô lên. Vô. 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 Đi vô. Tan trường yeah. Con ủa con muốn nói gì hả? Đi đó đó đó, đi đó đó. Trời ơi. Đi cả lưỡng tôi thử. Rồi còn nghỉ nữa. Đi đi xong nghỉ đưa cái tưng ra gì đến nè, nghỉ nữa. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Cái câu cuối đồng dính gì hai câu đầu hết á bà. Trời ơi. Wow, trời ơi, trời ơi. Cái gì mà đẹp dữ vậy? Mệt tóc sợ là chân ta lại chỉ biết tam đoàn. Sao mà thấy tôi tóc ra quên rơi tay niết. Không hiểu gì hết à. Trời ơi, cái gì mà bự dữ vậy? Không, không, cái vùng đất gì mà bự dữ vậy? Đúng rồi, đây là cái vùng đất trù phu nhất ở miền Tây Nam Bộ. Mày phải nói tiếng dân tộc tao mới dịch lại được cho đâu nghe. Mình tốt thử chúng ta lại chỉ biết tâm đoàn sao mà thấy tôi tóc ra huynh đây là tay nít. Trên lây tu Việt Nam y là cái miền của mày vừa vừa phải phải. Năm nay tâm tay chọc tao tao tan một cái gậy mặt nghe chưa. Trời ơi, đi nước ngoài lâu quá về Việt Nam mà sao không có hiểu cái này lắm. Ở bên đó lâu chưa? Lâu lắm rồi, 3 tháng. Trời ơi, chị, dám hỏi. Cái gì? Ở đây là đồng bằng sông Cửu Long. Vậy đó hả? Ừ. Trời đất ơi, mê dữ lắm. Mê hơn. Đi du lịch nè. Cảm ơn nha. Ở chỗ này có gì vui? Ủa gì kỳ vậy? Cái khách du lịch mình cũng là dân du lịch mà anh sao vậy? Ủa gì lộ bản mặt cái luôn vậy luôn vậy? Trời ơi, có gì đâu, trời nhìn tao dài là thấy không phải rồi đó. Trời bây giờ ơi. Muốn biết văn hóa Trà Vinh không? Muốn biết. Muốn biết văn hóa Sóc Trăng không? Biết. Theo tôi sắp bộ đồ cho múa theo, đi theo. Trời ơi, đi rồi, đi đi. Rồi ấp nổi lên đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tràng hoa tay cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời trời trời, khoan, giữ hai anh chị nó lại đây. Trời trời, Vinh sốc sẵn. Sao không cởi tách ra anh gì? Này lỡ mang giày mà cởi đâu kịp. Nó bị sinh non á, nên bị yếu á, nên mang giới cho nó đỡ lại. Trời thiệt luôn á, rất là muốn đi luôn. Mà tới cái đoạn mà đà là hết muốn đi nha tụi con. Thật ra bài này là anh Duy cố ý dựng nghiêm túc đó, nhưng mà tại vì với hai bé này thì không thể nào mà nghiêm túc được, nên phải len lỏi một cái gì đó để làm cái nét đặc trưng cho hai bé. Lần này đẹp, dễ thương, xuất sắc luôn. Trao hút tay nữa cho hai con. Cảm ơn chú ạ. Rồi, bây giờ là xin mời ý kiến nhận xét của anh Hồ Vị Trung ạ. Bài hát này tụi con hát một phong cách dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên thì ok. Nhưng mà theo chú thì con phải xử lý cái bài Sốt Sập Phải Không Trăng á, kỹ thuật chút xíu nữa. Những cái đuôi của mình á. Đổi lấy chén cơm thơm ngon, như xưa mẹ mát ngon đời con. Đó, dễ thương. À, cái khúc mà hai người lên nè, trời ơi, nhìn dễ thương dễ sợ, giống như là cái lễ hội mà chúng đang múa vậy đó. Dạ. Yeah. À, con này hỏi là con này đó, tụi con hát cái câu mà sốc sờ bay bòn. Sốc sờ bay bòn, tâu na bòn ơi, con hiểu là gì không? Tâu na bòn ơi, đó là tiếng của người Khmer. Thực ra là khi mà chú giao cái bài này cho tụi con đó, là em có đưa luôn cho các bé là nguồn gốc của bài hát này. Anh ơi, sốc sờ bay bòn, tâu na bòn. Sắp sờ bay bòn, tâu na bòn, tâu nã bòn là sắp đánh bạn. Không, hỏi thiệt, hỏi tâm lý thiệt. Hả? Dịch. Sao? Ủa, huấn luyện viên mà kêu thiệt luôn á. Sức kỳ á, bởi vậy. Thôi bởi giờ em thôi. Hỏi thăm thấy rành ngôn ngữ. Đúng rồi. Nước, hỏi thăm. Tâu na bòn. Tâu nã bòn ơi. Bỏ qua đi tụi con, yên tâm đi. Tụi con vui lắm rồi, giải trí dữ lắm rồi. Cô Diệu Nhi. Cô Diệu Nhi chỉ nói với lại Gia Uyên một cái điểm nhỏ xíu này thôi, vừa nhảy vừa hát, cái xong rồi nhảy hồi cái sắp tới câu của mình hát rồi tụi con mới đưa lên, cho nên bữa sau con đưa sớm lên chút xíu nữa thì nó sẽ không có bị hụt mấy cái chữ đầu tiên. Con y chang là mấy con ở trong đội của cô chú, nên là rút kinh nghiệm đó chút xíu thôi là được rồi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Trời ơi, cô Hòa là thích hai con từ vòng trước nè, xong cô Hòa đợi đến cái vòng này để xem hai con thì thật sự là đúng là quá tam ba bận, thì người ta bảo là thường là như thế, nhưng mà cả ba bận của các con thì cô đều rất là hài lòng, và cô đã có thể chắc chắn là các con sẽ là những cái gương mặt nghệ sĩ giải trí. Và cô tin chắc là nếu mà các con cố gắng, ngoài giữ được cái nét tự nhiên duyên dáng ở các con ra, thì hãy cố gắng hát hay hơn nữa để có thể trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ sĩ giải trí cho quý vị khán giả nha. Đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Chắc chắn rồi, các con còn phải học rất là nhiều. Và nếu như có những cái bài toán nào khó hơn đến từ chú Duy và cô Như thì tụi con phải cố gắng vượt qua nhé. Một tràng hỗ tay cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Yeah. Và mọi người có thấy là khi mà hai bé mặc bộ Khmer vô rất là ra dáng luôn. Dạ. Rất là hợp với cái bữa giờ anh ơi, mặc bộ nào cũng hợp, rất vô vai và vô hoàn cảnh luôn. Chính xác. Rất là có thần trong từng tiết mục luôn. Cảm ơn cô ạ. À. Hay ghê á, bé này á, từng rồi á, nó đóng vai bà, đóng vai già thì giống bà nội mình. Còn bữa nay đóng vai Khmer giống nhỏ em gái Khmer gần nhà anh. Ồ. Sao mặt con đại trà dữ. Khả năng quá thôi. Đúng rồi. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn tụi con. Chúc mừng tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là cặp đôi Thảo Nhi và Trâm Anh. Và lần này thì hai cô bé sẽ tự tin hơn với sự chắp cánh của huấn luyện viên của mình Hòa Minzy. Và hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Con Cò. Xin mời. Cũng thế đêm nay cũng thế, cò ơi.
lặn lội cả đêm thương cho đàn con, cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi đàn cò ơi thôi về cò. Cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Trời, may quá, có chương trình em mới được hát đó. Bởi từ vậy Tết là chưa có show luôn đó anh. Hay lắm các bạn, hay quý vị. Vỗ thêm một tay. Vỗ thêm một tràng tay nữa, quá tuyệt vời. Mình đứng sát lại vào nhau được không mà. Ba chiều cao luôn. Dạ. Thật sự là luôn luôn muốn gần với các con. Giống như một con cò mẹ dang rộng cái cánh ra để hỗ trợ cho những con cò con. Quá là tuyệt vời. Nhi ơi, nói luôn cảm xúc của em. Phải nói là hai con rất là may mắn luôn á, khi mà hai con được có thể hòa giọng chung với huấn luyện viên của mình. Cô Hòa sẽ lèo lái, tụi con sẽ là một cái chỗ dựa rất 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 là chắc cho tụi con. Trời ơi, tụi con phải thương cô Hòa nhiều lắm đó. Hôn cô Hòa một cái đi. Hôn con. Hôn cô Hòa. Trời ơi. Mà đặc biệt nữa là Hòa, con nói là đây là một cái dòng nhạc mà em rất muốn hát nhưng mà chưa đến lúc đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em cũng đã có cơ hội để mà hát cái dòng nhạc mà mình yêu thích, thấy sướng lắm đúng không? Dạ vâng. Trời ơi, ba cô trò như là một nhóm hát nhạc chuyên nghiệp rồi. Gì đó trời ơi. Chúc mừng cả ba người nha. Anh Trung thì sao ạ? Đến bây giờ vẫn còn phê. Phê hả? Lên tông hai lần trời ơi, hát cái kiểu đó cứ sợ không á. Sợ Trung sợ là một người hát không nổi không, mà ai ngờ càng lên Trung nổi da gà hết trơn á trời. Bây giờ còn nói cái gì nữa bây giờ? Quá không tuyệt vời Hòa ơi. Có cái gì mà nên chỗ hỏng gì luôn á. Hy vọng là sau cái bài này thì em sẽ có show nha. Mấy thằng từ Tết bây giờ chưa có show.
Dạ, hãy bút sơ hoa Minh Duy. Sướng quá trời. Xin mời anh Duy. Cùng là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ thì anh chắc chắn là hồi nãy em sẽ rất là sướng và rất là thăng hoa vì mình được hát cái mà mình thích và đặc biệt là mình hát mà mình được hát và tròn trịa nữa chứ. Mọi người đã khen hai con rất nhiều nhưng vì tụi con hát song ca với cô Hòa cho nên là nó vừa là thuận lợi mà nó cũng vừa là bất lợi. Chính xác. Về giọng hát chú không nói bởi vì hai con có được một cái giọng trời phú rất là hay và quảng giọng quá rộng. Nhưng vì hôm nay con hát chung với huấn luyện của mình, tụi con có những lúc tụi con bị mất tập trung vì cô Hòa quá trời rồi, cô Hòa quá nhiều lửa, cô Hòa quá nhiều năng lượng, vô tình hút đi cái năng lượng của hai con luôn. Giống như là cái đoạn mà cô Hòa bước xuống chính giữa thì hai con phải đi theo, thì cái tâm lý của hai con lúc đó là cô Hòa đang đứng đâu vậy? Cô Hòa có đứng đâu? Mình có cần đứng cách cô Hòa bao nhiêu lâu hay không? Mình lúc đó mình đã tới hát cái đoạn hát của mình chưa? Thì chú muốn nhắc tụi con một điều là huấn luyện viên mình có một cái năng lượng lớn như thế nào thì bản thân tụi con cũng đã là những người luôn có năng lượng vô cùng lớn. Một năng lượng lớn kết hợp với hai năng lượng nữa cũng lớn nữa, tổng thể hòa lại thành một cái đốm lửa hoàn toàn bùng cháy, đốt cháy cái chỗ này. Tụi con có làm được chuyện đó không? Yeah. Cố lên. Cảm ơn anh. Yeah, cái này là cái tích tắc nhỏ thôi chứ ngày hôm nay tụi con quá là giỏi rồi, quá là bản lĩnh. Lúc mà em nghĩ ra cái dàn dựng này nè, thật sự là em làm cho ban nhạc rất là khổ luôn ý. Và ban nhạc đã tạo ra một cái bản phối hoành tráng như thế này thì thật sự là cả ba cô trò phải cảm ơn ban nhạc và anh Minh Vy rất là nhiều. Dạ. Còn nói về này, anh Duy, anh có nhớ không? Anh Trung, có nhớ không? Tuần trước khi mà em phải quyết định lựa chọn để lại các thí sinh ấy, thì hai anh có nói là rất là hy vọng để có thể nhìn thấy một hình ảnh khác. Thì hôm nay em đã cố gắng để tạo ra một hình ảnh khác cho hai con ở vòng này. Thì hy vọng hai anh đã thích. Con phải học thêm rất là nhiều của cô Hòa. Con thấy không, khi mà cô Hòa đứng trên sân khấu á, cái cách mà cô Hòa tạo dáng để làm một diva. Mà tôi muốn show cho mọi người thấy là tôi không chỉ có giọng hát, tôi còn có cách biểu diễn và hình thể. Những nhỏ đó mới làm cho cái tiết mục của mình nó hay hơn. Tụi con nhớ chú ý cái điểm đó. Và nếu có vào vòng trong, chú hy vọng sẽ được nhìn thấy thêm nhiều điều mới lạ nữa. Cố lên, cố lên. Trâm Anh, vâng. Con có một cái chất diện rất là điềm tĩnh luôn. Tĩnh, hát xong tỉnh. Rồi rất là khuyến khích con ở chỗ đó luôn á. Điềm tĩnh, hát, ai làm gì làm, cứ đến cầu của con là con phiêu, con phăng ra, rất là hay. Nếu mà tụi con may mắn vô trong nữa thì càng thời gian dài nữa thì con Hòa xuống liền tụi con nhiều cái còn ghê gớm hơn như vậy nữa. Bây giờ là chỉ đứng hát thôi mà chú nổi da gà rồi. Nếu mà còn diễn nữa không biết nổi gì. Thật sự là khi mà em được huấn luyện hai con ấy thì em có cảm nhận về hai con là sức lực vô hạn luôn ấy. Là khi mà em yêu cầu các con phải lên cái tông đó và bắt vào cái tông đó nó không hề dễ một tí nào, và để lên được cái tông đó nó cũng rất là khó, và giọng của hai con là đã là vỡ giọng rồi đó. Nhưng mà cái tông mà em yêu cầu nó rất là cao luôn á. Cảm ơn hai con đã tập luyện bài này của cô. Và ngày hôm nay không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng mà hy vọng chúng ta đã có một khoảng thời gian rất là đẹp bên cạnh nhau ha. Thôi đi về với Lập đi. Bơ vơ quá à. Cò cha rất là tự hào ba mẹ con cò. Hát hay quá à. Tôi cảm giác tuổi hổ quá trong đội này. Trời ơi. Hát câu đi Lập. Trời đất ơi. Nhìn đàn cò trắng liền em. Nhìn đàn cò trắng là Lập nè. Nhìn đàn cò trắng. Gì nữa? Ngần đầu vừa ngần gió. Ngần luôn rồi. Em ơi, Lập ơi, em rồi. Hát bài con cò bé bé nó dễ nghe hơn. Con cò bé bé. Hay lắm em, tiếp nè. Nó đầu cánh tre. Ô hay quá. Thôi ơi, được rồi, tiếp mục tiếp theo. Không, chưa. Đùa thôi, chú muốn cảm thán một chút xíu. Tự hào vô cùng luôn, cảm giác là khi mà ba mẹ con cò cháy hết mình ở trên đó. Nổi là nổi da cò đó. Da cò. Chú Duy nói rất đúng luôn á. Để cho khán giả nhìn lên trọn vẹn từng giây từng phút của tụi con, không bị lơi đi một phút nào hết. Rất là chúc mừng tụi con với cô Hòa. Chúc mừng. Yeah. Cảm ơn cô chú ạ. Quý vị thân mến, phải là mẹ thì mới hiểu được cái tình yêu của mẹ dành cho con như thế nào. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến với ca khúc được mang tên Vu Lan Nhớ Mẹ, với sự thể hiện của hai cô gái đến từ đội huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Trời ơi. Trời. Chị Tư. Chị Tư, có sao không?
Trời ơi, chị Tư ơi. Ồ vậy coi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh hoạn vậy mà còn làm công chuyện chi không biết nữa. Không sao, không sao. Ngồi xuống đi. Nó hơi trong mặt cái xíu rồi, để tôi dọn dẹp, tôi quét cho nó sạch. Mệt quá, dọn dẹp cái gì? Chị muốn dọn dẹp, quét đúng không? Để em làm cho. Cái mấy cái này để em làm. Rồi, làm đi. Nè. Bao nhiêu lần rồi chị Tư. Thôi thôi, chú ơi, qua ngồi chơi được rồi, qua ngồi chơi nói chuyện. Chị Tư qua ngồi chơi đi. Để đi, chút tôi khỏe. Trong mặt xíu không sao đâu. Sao, có sao không? Nãy không thế sao, là có sao không vậy? Không, mệt ghê sao? Luôn á. Đã nói với chị bao nhiêu lần mà sao chị không có nghe lời, hai vợ chồng em gì hết trơn à. Cứ đi ra ngoài sân nè, đây này nè, đi ra ha. Rồi hú một tiếng thôi là hai vợ chồng em đi qua đây làm cho chị rồi. Ai hú? Bà hú. Hú không có nổi. Bà nghĩ làm sao vậy? Từ đây qua bên kia nguyên con sông dài vậy đó. Có bà hú thì được á. Nè, chú thím á, nhớ là tôi dặn nghe không? Qua đi chơi được rồi, đừng bao giờ gọi điện thoại nói cho hai đứa nhỏ con tôi biết là tôi bệnh không? Ôi trời ơi, chị này bởi vậy á, con cái cha mẹ bệnh là phải về. Bà chị yên tâm đi, chị dặn em rồi. Đừng có gọi cho đừng nó. Đừng có gọi, đúng rồi, em luôn luôn nghe lời chị, không có gọi đâu. Mới nhắn tin hôm qua. Cái gì? Chú nói thì bước ra kìa. Xin lỗi chị Tư, chị Tư. Chị sốc lắm đúng không chị Tư? Bình tĩnh chị Tư. Trời ơi, chết tôi rồi. Bước ra đây. Lăn chanh, lăn chanh quá. Để cho hai đứa nhỏ trên Sài Gòn nó lo nó ăn học đi. Thôi với chị Tư rồi chỉ buồn mình thấy chưa. Hèn chi ha ha, hôm qua cầm cái điện thoại ra cầu cá ngồi mấy tiếng đồng hồ. Thì cũng tại bà không á. Mua cái điện thoại xịn quá, có hai chữ về đây bấm tiếng hồ. Mệt quá. Đi thôi, xin lỗi chị đi, chị buồn bây giờ. Chị ơi, thôi đừng có giận em nghe chị. Không sao, không sao. Nhưng mà chị yên tâm đi. Em nhắn tin mà tụi nó chưa đọc được tin nhắn. Tụi nó không có biết, không biết đâu chị. Tôi tin tưởng đâu thím đó nha. Thím đừng có nói nha chú thím á. Chị biết em là uy tín lắm không có gọi nghe không. Chị Tư, mà công nhận á, mỗi lần nhắc về hai đứa nhỏ chị Tư á, nó rất là ngoan ngoãn luôn. Em nói chị nghe, hồi sáng này nè em đi chợ để em mua thịt bò cho chị đó. Cái em livestream chị, xong cái em nói xin chào mọi người ơi, cả nhà yêu ơi. Xong cái hai đứa con gái của chị nó vô nó coi đầu tiên luôn, gặp người đó luôn hả? Lễ phép, lễ phép. Bây giờ nó dạ, con chào cô Tám. Cô Tám ơi, gọi tên con đi cô Tám. Cái em gọi tên tụi nó xong cái nó hỏi, ủa cô Tám đang làm gì ngoài chợ vậy? Cái em cầm miếng thịt bò lên, thịt sáng thịt bò ngon lắm. Em cầm miếng thịt bò lên nói, nè cô Tám mua thịt bò về rồi xay ra nhuyễn ra nấu cháo cho mẹ con ăn. Giờ này bệnh nặng lắm rồi, nhai cơm làm gì nổi nữa. Không biết. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thím làm như vậy là chết tôi rồi. Tôi cũng giận rồi, là sao bây giờ chú thím rồi nó biết rồi, tôi nó lo tôi nghẹp tới nó mà. Không thôi chị đi, không đi, về rồi. Ủa hai đứa sao biết mẹ bệnh nặng mà về hay quá vậy? Đọc báo không? Đọc báo không? Đúng báo rồi, nè. Chứ có ai gọi điện nhắn tin gì đâu mà biết. Thôi về. Đi về. Đi về nghe, khỏe nha, chơi vui nha. Đi đường về mệt lắm không? Thôi con, trời ơi mà, con Út, con đang vô mùa thi mà sao con về đây chi vậy con? Hả? Dạ, sao mẹ bị bệnh rồi mẹ không nói cho tụi con biết? Có gì đâu mẹ bệnh bị thường thôi à, không có gì chứ. Mà bác sĩ nói gì vậy mẹ? Mẹ bệnh nặng không mẹ? Mẹ ăn uống gì chưa mẹ? Mẹ uống thuốc chưa mẹ? Mẹ, mẹ ăn sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Hai đứa con của mẹ ngoan quá à. Tụi con yên tâm đi. Bác sĩ nói á, mẹ bị trúng mưa rồi cảm ho vài bữa là hết. Thôi à, ở đây mẹ nấu cơm cho tụi con ăn, rồi chiều á mẹ dẫn cho đi chùa. Hôm nay là lễ Vu Lan á, đi chùa với mẹ nghe. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đẹp như suối mắt trong lành, để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Giỏi. Ở đây nha, mẹ ra sao lúc trước. Vui
Nãy giờ hai cô chú đâu có về đâu, núp ở ngoài kia nghe hay quá, hay quá cô ơi. Ê, khoan, để vô coi mẹ nấu ăn gì được phụ mẹ. Hay quá mẹ ơi, hai đứa chỉ vô hát coi, hát khúc này nè. Mãi bên mẹ. Trời ơi, trời ơi. Trời. Bà Tư, bà xỉu trong bếp nãy giờ kìa. Tư xỉu rồi, yeah. Ôi, chơi đồ đồ. Đi ôi, tư xỉu rồi. Bà phải lên bệnh viện nha. Con hãy để cho cô chú lo. Hai đứa con ở nhà coi nhà đi. Mà soạn đồ nha. Cô Tám mà gọi điện thoại về một cái là gom đồ quần áo lên bệnh viện với mẹ nghe chưa. Ở nhà soạn đồ đi. Cầu trời cầu Phật cho mẹ con không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng tại em không á. Sao tại em? Chị đã kêu em về nhiều lần rồi mà em cứ chần chừ hoài à. Chị mắc cười quá à. Bây giờ em mà không thi là mẹ còn la em nữa đó. Tại vì chị lo cho mẹ quá. Giờ sao vậy em? Sao đây chị? À, cô Tám về. Cô Tám ơi, mẹ sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chị Tư ơi. Chị Tư.
Quá là tuyệt vời và xúc động, một tràng hô tay thật lớn cho Kim Anh và Thanh Thủy. Và đặc biệt hãy dành một tràng hô tay với sự hỗ trợ của vũ đoàn Đam Mê và đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Trang ngày hôm nay trên sân khấu. Phần đầu khi mà Nhi với lại anh Trung đã diễn xong cái phần đó mà nhạc vừa lên, lúc mà mẹ hỏi là mẹ có sao, mẹ có sao không, mẹ không sao, nhạc lên một cái là ông auto. Chị Hồng Trang làm một cái điều mà tất cả những bà mẹ này đều làm. Hồi Tết này anh về đi biển với mẹ thì mẹ bị san hô mà nó quẹt vô chân mà nó máu chảy mà nhiều, thì anh cũng hỏi mẹ có sao không, mẹ nói không sao, chuyện nhỏ. Tất cả các bà mẹ đều chịu đựng và yêu thương con mình một cách vô điều kiện và không muốn con mình phải lo lắng quá nhiều. Cảm ơn tụi con và cảm ơn cô Diễu Nhi, Hồ Việt Trung và đặc biệt là diễn viên Hồng Trang đã mang tới một tiết mục rất là xúc động, nói lên được tâm hồn cao đẹp của những người mẹ Việt Nam. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Tiết mục đã chạm tới cảm xúc của chú và chú rất là thích giọng hát tụi con, thì không nói, ngọt ngào, truyền cảm. Cảm ơn tụi con, ghét tụi con về điều đó luôn đó. Chú gì chú ghét tụi con luôn. Tôi rất là không thích coi những cái gì mà làm mà tôi khóc. Trời ơi mệt ghê. Anh. Sợ lắm. Sợ coi đúng không? Sợ cái lắm, kiểu... thật sự rất sợ. Bản thân chú Lập nha, nhìn kêu chú vậy thôi chú còn trẻ con lắm. Sao mà nó trùng hợp? Nãy mẹ mới vừa gọi mà không nghe máy được tại quay. Mẹ của em bị gì là cho biết hết. Mỗi lần mà mẹ đau lưng á, thật sự là mẹ không có đau đâu. Mẹ lên nói Lập ơi mẹ đau lưng quá. Cái ngồi đấm cho mẹ mà thật ra là mẹ không có đau. Đương nhiên cái mình thấy đau lòng đó. Những người mẹ cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận những khoảng thời gian mà còn lại ở bên con của mình. Chắc mẹ coi cái đoạn này xong thì mẹ chắc cười, con trai của mẹ cứ khóc cho truyền hình. Thực ra em rất là xin lỗi khán giả. Em hứa là em kiềm chế cảm xúc nhưng mà thực sự khi mà càng nói em không kiềm được. Thôi bây giờ được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Tụi con giỏi lắm luôn á. Tụi con giỏi về việc là tụi con kiềm chế được cảm xúc của mình. Vào trong vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Và tụi con đã làm được điều đó. Xin chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Đến vòng này thì thật sự là cô đã được lắng nghe thực sự cái giọng hát ngọt ngào và quá đỗi là cảm xúc của các con rồi. Chúc mừng các con và nể anh Trung và chị Nhi có một tiết mục quá xuất sắc. Rất là nể anh Trung với chị Nhi á, biết sao không? Chị Hồng Trang là chuyên về bi kịch. Cái bắt đầu hang bà này chạy ra, không buồn nổi luôn á trời. Cho đến khi cuối cùng là chị Diệu Nhi ra, chỉ gần gọi một tiếng về người mẹ đó thôi là mọi thứ vỡ hòa. Cảm ơn sự trợ diễn của hai huấn luyện viên cũng như là chị Hồng Trang. Chú Trung và cô Nhi chia sẻ một tí xíu ha, cảm xúc của mình. Bây giờ tất cả quý vị khán giả đã biết chị Nhi ngồi đây để làm gì rồi đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Yeah. Thực ra thì cảm ơn em. Thực ra làm thì sao nhiều lắm à. Thực ra người sao? Ta không biết làm nhiều sau hậu trường lắm, cổ vũ tinh thần rồi chỉ các con cách như thế nào nhưng mà không ai biết hết, nhưng mà không quan trọng, từ từ mình sẽ chứng minh cho người ta biết mình sẽ làm được cái gì. Còn về phần có một cái khúc mà hai chị em trách nhau thì cái đó nó cũng là một cái lời nhắn nhủ của em dành cho mọi người, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Chúc mừng hai con, hết căng thẳng chưa? Căng thẳng lắm, tại vì hai con quen cái sự vui nhộn rồi đó. Đến khi vô tập hai con rất rất là căng thẳng luôn. Thôi được rồi, đi ra uống nước xăm rồi nghỉ ngơi. Lần này có đồ ăn gì không hả? Không đồ ăn gì hả? Anh hứa rồi mà. Lẽ ra là không có đồ ăn thì phải có khăn giấy chứ. Bởi vậy không có đồ ăn thì ít ra phải có khăn giấy cho mọi người. Chúng ta mới mua giấy. Dạ. Một cái hô tay cho hai con Kim Anh và Thanh Thủy.